Dạ vâng, xin chào các bạn. Thì hôm nay là mình sẽ review cái dòng máy đó, chính là dòng máy Dell Latitude 5470. Thì nếu như mà giá tiền trong phân khúc khoảng chừng 8 triệu rưỡi đổ lại, thì chúng ta thấy được chúng ta lựa chọn một cái dòng máy mà để cho nó phù hợp về văn phòng, phù hợp về tính chất công việc về chúng ta hay đi làm, hoặc là chúng ta cần về như là những cái xử lý về đồ họa hay nhẹ đi. Thì đây là mình sẽ tư vấn một cái dòng máy, đó chính là dòng máy Dell Latitude 5470. Thì đối với dòng máy như thế này, chúng ta nhìn thấy nè, nó quá nhiều tối ưu. Thì sẵn đây là mình sẽ review toàn bộ về dòng máy để chúng ta cùng xem. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy nè, về màn hình dòng máy này, mặt trước này nha, đang được ngủ bằng, đây là lớp sơn màu đen, lớp sơn màu đen ha, và kèm thêm như là có những cái vân như là trên đây là có về carbon đi trên màn xe, và lớp sơn này cho phép chúng ta là chống bám bẩn trên đây, và cái độ bền của nó cũng khá là tốt. Và bản lề đây chúng ta nhìn thấy là nó sẽ là đưa ra lên tới là 180 độ, và thậm chí có thể là trên 180 độ. Kích thước màn hình đây là kích thước là màn hình là 14.0 inch ha, kích thước màn hình 14.0 inch, và hiện tại đang được trang bị là độ phân giải chính là Full HD, IPS và chống chói. Thì đối với về khi chúng ta tiện lợi chúng ta về vẽ xử lý về như là Photoshop, chúng ta làm về văn phòng, hoặc là chúng ta xử lý về làm việc trong công việc, thì dòng máy này được coi là dòng máy Ultrabook mà có được mang một con chip gọi là chip quá đặc biệt, đó chính là chip HQ. Thì đối với cấu hình ở đây, mời chúng ta xem cái cấu hình ở đây. Rồi, trên cấu hình ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy nè, nó đang được trang bị con core i5, và i5 đây là i5-6300HQ. Thì đối với chip HQ này nó sẽ được nhân là 4 nhân và 4 luồng, nhưng mà mang mã chip HQ thì nó khá đặc biệt đúng không? Mặc dù máy đó là máy Ultrabook nhưng mà có mã được HQ, nó cho phép chúng ta xử lý nhanh hơn, turbo boost tốt hơn. Nó từ 2GB và có thể turbo boost lên tới gần 3GB nha. Rồi RAM đây là đang được trang bị là RAM DDR4 8GB, bus 2133. Chúng ta thì gắn được là bus 2133, bus 2004 đều được hết. Và đối với RAM này cho phép chúng ta có thể nâng cấp lên tới là 16GB hoặc là tối đa 32GB. Cạc màn hình Vega Onboard thì ở đây là cho phép là HD Graphics 530. Thì trên cạc màn hình này nếu như bộ nhớ RAM là 8GB thì nó cho phép nó share từ RAM ra lên tới là 4GB ha. Đây là trên cạc màn hình. Thì đối với về như là một Vega Onboard như thế này có thể xử lý về Photoshop, làm về văn phòng, nó mang theo con chip nó là chip HQ thì cũng xử lý là khá là tốt, phù hợp. Và thời lượng đặc điểm đây nè, chúng ta sẽ nhìn thấy là trên màn hình đây, màn hình hồi nãy mình đang nói là màn hình là Full HD đúng không? Độ phân giải của nó đây đang là Full HD và có về tính năng gọi là chống chói IPS ha. Rồi trên bàn phím nè, thì bàn phím đây chúng ta nhìn thấy bàn phím về thông thường mà chúng ta hay gõ như những dòng Dell Latitude, thì đối với về tất cả những đời như là đời từ thế hệ 2, thế hệ 3, thế hệ 4 thì bàn phím đó là theo phương thức là của thằng Dell cổ điển thôi. Từ thế hệ 5 trở lên thì chúng ta nhìn thấy đây, cái mẫu bàn phím này cũng khá là phổ biến đúng không? Và đây chúng ta nhìn thấy sẽ có hai con chuột trái chuột phải nằm ở trên, thì dành cho như là hầu như chúng ta xài bên nước ngoài á, thì những bạn xài bên nước ngoài chúng ta xài nhiều, nhưng Việt Nam mình thấy ít xài hơn. Thông thường chúng ta đang xài về touchpad thôi ở phần phía dưới. Thì trên bàn phím này nó có được mang cái chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có được cái đèn dạ quang trên đây, có cái đèn sáng cho phép phù hợp chúng ta làm việc về ban đêm, phù hợp và làm về ban đêm ha. Và thêm nữa ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy nè, về phía xung quanh cái độ dày của dòng máy này á, nó tương đối là nhẹ. Cái cân nặng của nó đang hiện tại đang là 1,8 kg. Kích thước độ dày thì chúng ta nhìn thấy cây viết nè, nó khoảng gấp đôi cây viết thôi, khá là nhẹ ha. Rồi phía bên tay trái nè, chúng ta nhìn thấy là nó sẽ có một vị trí, đó chính là vị trí về gắn USB cổng 3.0.
cổng 3.0 nha, và cho phép truy xuất về tốc độ đặc vi khá là nhanh. Và đây là cái hốc tản nhiệt của nó. Cái hốc tản nhiệt này á, là cho phép giải nhiệt ra, mà khi chúng ta làm việc về bên phía bên chuột á, nó không bị nóng. Rồi phía sau nè, nó thiết kế cũng khá là thông minh. Thông minh đây là điểm là chúng ta nhìn thấy đây là cái rắc nguồn nè, cái chui nguồn nó nằm tại vị trí bản lề luôn. Nó vừa tiết kiệm được không gian và vừa là vị trí là coi như là nó làm điểm nhấn và cho phép là chúng ta nhìn thấy là tạo cảm giác rất là chắc chắn. Và đây là cổng USB, USB 3.0. 3.0 mà cho phép truy xuất về tốc độ đọc ghi nó rất là nhanh, HDMI đây. Thì đây là trên máy này chúng ta nhìn thấy nè, về phía đằng bên đây là một cái cổng nè, rồi qua bên đây là nằm thêm một cổng nữa. Đấy là những cái cổng nó nằm rải rác nha, qua sau. Đây, bây giờ chúng ta nhìn thấy nè, phía bên phải của góc màn hình, đằng sau sống lưng đây, chúng ta nhìn thấy đây là có một cái cổng gọi là cổng LAN hay là cổng mạng, nó là đạt tốc độ là 1 gigabit, tốc độ truyền tải rất là nhanh. Nếu như mà hiện tại giờ chúng ta xài thì bắt buộc nên chúng ta nên lựa chọn là từ gigabit trở lên. Và cổng xuất về Vega, Vega này cho phép xuất ra hình ảnh về như là máy chiếu, hình ảnh về như là những tivi ở ngoài. Chứ thì chúng ta hội họp, chúng ta trình chiếu like slide thì chúng ta có thể dùng cái theo cổng là cổng Vega, hoặc là chúng ta dùng băng trên là HDMI. HDMI cho phép xuất ra về âm thanh, xuất ra hình ảnh và âm thanh luôn. Đây, đặc điểm hay của chỗ này đó chính là cái, chúng ta nhìn thấy cái vị trí đây không? Vị trí đây là chính là vị trí của cái gắn về sim, và sim đây gọi là sim 4G. Thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, các bạn có thể xài trên cái máy Dell Latitude E5470 này, chúng ta có thể là xài 4G và không cần nhất thiết phải xài thông qua cổng như đây, cổng RJ45 hoặc là Wi-Fi. Phía bên tay phải mà theo như màn hình thường ngước lên thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, nó sẽ có thêm một cái cổng USB để nằm rải rác, phù hợp cho cách cái những cái rắc gắn về như là chúng ta xài về chuột, nó sẽ rất là tiện lợi. Và đây là vị trí về gì đây, vị trí về khóa một cái máy. Và thêm nữa là chúng ta nhìn thấy đây là cái vị trí về thẻ SD là cho phép chúng ta là đọc sao chép, chúng ta có thể là những hình ảnh trên máy ảnh chúng ta copy ra và không cần thông qua đến là cái đầu đọc thẻ nhớ nếu như mà chuẩn HD, chuẩn SD. Rồi đây là vị trí về như là cái rắc 3.5, nó vừa tích hợp về như là tai phone, vừa tích hợp về mic, chúng ta có thể là rắc này rắc 2 trong 1 ha. Chúng ta nhìn thấy đây là cặp bản lề, thì bản lề này cho phép nó ngửa về cho chúng ta nè, thấy không, cảm giác rất là chắc chắn, cho phép nghiêng tới là 180 độ C, 180 độ ha. Xin lỗi các bạn, đây là 180 độ nha, và có thể vượt quá trên 180 độ vẫn được. Rồi bây giờ mình sẽ review là mình tháo cái trong này ra để chúng ta xem nè. Cái đặc điểm nổi trội của cái hay dòng máy này á, thì ở đây chúng ta có thể là xem, nhưng mà để mình nói về cấu hình ở trong trước đi ha. Cấu hình trong nè, đây cấu hình ở trong đây. Đối với ổ cứng đây, đang được sử dụng ổ cứng đó chính là ổ cứng SSD, và chuẩn đây là chuẩn M2 SATA, và nó là kích thước là 2280, thì dung lượng của nó đang là 256GB. Đối với ổ cứng này chúng ta có thể dùng là SSD M2, chúng ta có thể theo chuẩn là 2242, 2260, 2280 đều được hết. Và Vega của nó là HD Graphics 530, CPU i5-6300, HQ, chuẩn HQ ha. Mặc dù đây là chip HQ nhưng mà vẫn đang là rất là tiết kiệm điện. Về pin, thời lượng pin chúng ta có thể xài lên tới là 4 tiếng hoặc là tới 6 tiếng cũng khá là tốt. Tại do dòng máy này là dòng máy Ultrabook. Về phía mặt đằng sau thì các bạn nhìn thấy nè, nó cũng có về những vị trí về tản nhiệt, những cái hốc tản nhiệt cho mình lưu thông gió nó tốt hơn. Với những cái đế, 4 đế cao su, thì 4 đế cao su này cho phép chúng ta là nhìn thấy là nó chống về trơn trượt. Mặc dù đây là vỏ nhựa thôi nhưng mà nó vẫn là chống về trơn trượt rất là tốt. Thì ở đây các bạn muốn mở được máy này ra thì chúng ta tắt máy đi, và chúng ta chỉ cần tháo là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con ốc ra là coi như là có thể là tháo ra. Bây giờ chúng ta tháo ốc này ra đó, đây là mình đã tháo hết toàn bộ ốc này ra rồi, và trường ốc đây là ốc cuối cùng nè. Thì đây chúng ta chỉ việc nhấc lên thôi nè, đấy,
Thì nếu như mà các bạn sẽ nhìn thấy đây còn ốc, chúng ta chỉ việc nhấc lên, nhấc ra ha, nó còn đang còn cái ngàm. Đây là mặt phía trong của một cái máy, đó chính là máy đeo Latitude 5470. Đây là rắc gồm. Nếu như các bạn muốn thay pin thì các bạn chỉ cần tháo một con ốc, tháo hai ngóc này ra chúng ta nhấc ra được. Và đây là ốc chính giữa rồi, nên chúng ta chỉ cần duy nhất tháo một ngóc cách ly nguồn điện ra. Và trên đây các bạn nhìn thấy là đang có về hỗ trợ về như là những vị trí. Thứ nhất là về CPU. CPU đây là đang chip CPU của HQ. Dòng HQ nó nằm ở đây và hệ thống tản nhiệt nằm ở đây. Đây con chipset. Chipset này chipset là để quản lý tất cả những cái cổng còn lại ha, chức năng còn lại. Và vị trí đây là vị trí về gắn cạc về 4G. Nếu như các bạn muốn xài về 4G thì các bạn là chi xuất qua cái cổng gì đây, trên một cái thẻ gọi là thẻ cái cạc 4G. Và lúc đó chúng ta muốn sử dụng được, bắt buộc chúng ta phải có được là cạc 4G. Và thêm một cái nữa là chúng ta sẽ có được là sim 4G. Đây sim 4G đây. Thì sim 4G chúng ta sẽ tháo như này nha. Đó. Tiếp tục nữa là đây là một cái chuẩn Wi-Fi. Chuẩn Wi-Fi này đang được mang mã chip đó chính là 8260GW. Đây là hay gọi là chuẩn AC, hay còn gọi là Wi-Fi 5. Thì Wi-Fi 5 này tốc độ truyền tải cũng khá là nhanh, khá là lẹ ha, từ 150 đến đạt tốc độ là lên tới 300. Vị trí gắn về ổ cứng. Và ổ cứng đây là có hai chuẩn. Thứ nhất là nếu như chúng ta xài ổ cứng chuẩn 2.5 thông qua rắc đây. Còn nếu như chúng ta xài về ổ cứng chuẩn SSD chuẩn M2 SATA thì nó chỉ duy nhất một cái thẻ ổ cứng M2 SATA như này. Đây là ổ cứng. Và về pin. Pin thì nó có về như là 47 watt giờ ha. Hoặc là chúng ta nhìn thấy là cái pin, thời lượng pin nó có thể lớn hơn tùy theo cái cell pin. Mỗi một dòng máy thiết kế khác nhau. Và RAM. RAM thì đây. RAM mình đang sử dụng đó chính là DDRAM4 và bus của nó là 2004. Ở đây các bạn có thể xài được là bus 2133, 2004 đều được hết. 8GB ha. Chúng ta có thể lấy 8GB nếu hỗ trợ dual channel. Thì lúc này chúng ta sẽ nhìn thấy lên tới là 16GB. Hoặc là chúng ta có thể lên tới 32GB là 16GB. Tối đa cho phép nâng cấp được là 32GB. Về loa. Cái hệ thống loa nè, nó nằm rải rác hai bên thì cho phép chúng ta nghe những cái nhạc mà coi như là âm thanh nó trái phải đều rất là nổi trội. Nhớ là nhạc 8D chẳng hạn đi. Và đối với dòng máy này đang được hỗ trợ về thiết kế về Windows License, đó chính là Windows 10. Windows 10 Pro ha. Về sạc. Sạc đây chúng ta nhìn thấy nè, đối với dòng máy này đang sử dụng về sạc như là 65W thì nó đang sử dụng về như là hoặc là 90W. Thì nếu như chúng ta muốn để cho nó xài mát thì chúng ta sử dụng về sạc là nên xài sạc Ring và sạc theo dạng chuẩn. Đây mình đang sử dụng về sạc, đây là sạc Dell Ovan. Nó cũng khá là bền ha. Đối với sạc này nó ổn định về dòng điện. Lý do là máy này là máy về chip dán thì bắt buộc chúng ta phải xài những sạc gọi là sạc zin theo máy thì nó sẽ ổn định dòng điện hơn. Chứ nếu như chúng ta lựa chọn những sạc mà có thể là chế hoặc là sạc thay thế lại thì có thể dẫn đến là xài một thời gian là chết nguồn điện trên đây. Đây là về mẫu sạc của nó. Rồi, thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy nè, chúng ta lựa chọn về một dòng máy hoặc khoảng chừng là 8,5 triệu đô la, trên dưới 8 triệu. Thì khi đó là nếu như mà để được gặp được nhiều tối ưu, ví dụ như là màn hình Full HD, IPS chống chói, bàn phím LED, ổ cứng có hai nhận dạng hai ổ cứng, đó chính là chuẩn ổ cứng của SSD M2 SATA và có thể gắn được ổ cứng 2.5, hoặc là về như là chúng ta nhìn thấy là có những cái nổi trội về như là cân nặng về nhẹ kiểu dáng cũng rất là thanh lịch đúng không, thì phù hợp cho những bạn như là về sinh viên hoặc là chúng ta nhìn thấy là phù hợp về văn phòng. Thì giá tiền như thế này thì cũng ra có thể nếu như lựa chọn về túi tiền khoảng chừng là 8 triệu đổ lại đi thì một cái cấu hình này theo thời điểm hiện tại là quá tối ưu đúng không các bạn. Rồi, clip mình xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại. Mọi thắc mắc chúng ta có thể liên hệ tại địa chỉ đây ha. 159 Nguyễn Thế Sơn, phường 4 Gò Vấp. Số điện thoại là 0922 422 422. Xin chào, hẹn gặp lại.